xin chào tất cả bạn lại trở lại với channel của chú Hè Mini. Và ngày hôm nay chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn tiếp tục về series hướng dẫn bong bóng nghệ thuật. Và ngày hôm nay trở lại làm bài tập cho các bạn nam. Các bạn cùng chờ đón xem chú Hè Mini sẽ làm cái gì nha. Đó chính là cây cung. Rồi, và để làm được cây cung thì chúng ta cần 3 quả bong bóng nghệ thuật dài 360 ở lộ 260 đó. Và chú Hè Mini thì dùng màu đỏ, màu xanh lá cây và màu vàng. Các bạn thì thích màu gì thì các bạn cứ dùng theo màu đó nha. Rồi, bắt đầu bài tập của mình thôi nào. Và giờ đây chú Hè Mini sẽ làm cái thân của cây cung bằng bong bóng màu đỏ nha. Bơm lên, làm cái thân thì các bạn bơm dài hết luôn bong bóng luôn, quá dài luôn đó. Rồi xì bớt đi, các bạn vừa móp vừa xì cho nó đỡ bị bể nha. Rồi cột hai cái lại với nhau thành một cái thòng lòng. Rồi các bạn bước lên, cầm choi cân nha, các bạn xoáy. Đây, thành một cái này rất là đơn giản. Rồi tiếp theo chú Hè Mini sẽ bơm cái bong bóng màu vàng lên, bơm lên khoảng 3 hơi nha các bạn. 1, 2, 3. Rồi cột nó lại. Rồi, đầu tiên chúng ta tạo một hạt đậu nhỏ. Đấy, một hạt đậu nhỏ đó, xong tạo thêm một hạt đậu nhỏ nữa là hai hạt đậu nhỏ đó. Các bạn cứ pause lại để làm, chứ còn làm theo chú Hè Mini, ai mà làm quen thì mới làm theo được nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nắm cái này lại và gắn nó vô, gắn nó vào hạt đậu, hai hạt đậu này gắn vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ, nhỏ thôi nha các bạn, đó. Và tạo hai hạt đậu nhỏ nữa, hai hạt đậu nhỏ đó, nó sẽ như thế này. Đây, hai hạt đậu nhỏ, hai hạt đậu nhỏ, một cái hạt đậu nhỏ nhỏ đây. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ quấn qua tiếp và gắn nó vào cái hai hạt đậu thứ hai, gắn nó vào đi. Rồi còn cái dư này thì chúng ta sẽ để làm cái giữ cái cung tên đó. Rồi để cho đẹp thì các bạn có thể dùng ba ngón tay của mình hướng đó, cho một cái dài và một cái ngắn thôi, một xíu 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 thôi đó. Một hạt đậu khoảng ba ngón tay và một hạt đậu khoảng một ngón tay nha các bạn đó. Một xíu 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 rồi, các bạn gắn nó vô hai hạt đậu này, hai hạt đậu này, gắn nó vô hai hạt đậu này đó. Rồi cứ thoải mái sáng tạo chế đi các bạn ạ. Rồi, tiếp theo thì chúng ta dùng một cái sợi dây bong bóng đó. Bất kỳ màu nào các bạn muốn nha đó, một dây bong bóng các bạn cột vào. Cái cung này thì là rất đơn giản các bạn ạ. Đó, cột lại đầu trên và cột lại đầu dưới. Cột đầu dưới. Xong, đã xong cái cung. Chúng ta còn thiếu cái gì các bạn biết không nào? Thiếu gì ta? Đúng rồi, đó chính là thiếu cái mũi tên nữa. Và giờ đây chú Hè Mini sẽ làm cái mũi tên nha. Tôi sẽ dùng một phần lá để làm cái mũi tên. Rồi bơm lên khoảng hai hơi nha các bạn. 1, 2. Rồi cột nó lại. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một hạt đậu bự khoảng hai ngón tay. Sau đó chúng ta tạo một hạt đậu nữa bự bằng hạt đậu bên này đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo hai hạt đậu cực nhỏ để nó giữ, nó làm cái chốt giữ hai cái hạt đậu này không bị bung ra. Đó, đơn giản hơn nào. Như vậy là xong cái mũi tên và cái cung tên rồi. Bây giờ bắn thử nha. Các bạn có biết bắn không? Có học bằng bắn chứ vậy? Đó, chúng ta sẽ để cái này lên cái kệ đây. Và kéo. Wow, bắn quá sung luôn.
Thử lại nha, để chú em mình chỉ cho các bạn nha. Đây, các bạn bỏ vô đây. Đó, rồi cái kẹo này cũng bỏ vô. Kéo. Chà. Trời ơi, bắn xa cả trăm mét luôn. Rồi, như vậy là bài tập về cây cung cũng đã xong. Bài tập cây cung rất là đơn giản đúng không nào? Đó, rất là đơn giản thôi. Chúc tất cả các bạn thành công. Và nhớ, đừng quên như thường lệ, like, share and subscribe kênh cho chú Hề Mini, để chú Hề Mini có động lực làm những clip tiếp theo hướng dẫn những bài tập bổ ích cho tất cả các bạn nha. Và giờ đây, chúc cho tất cả bạn thành công. Và giờ đây thì chú Hề Mini sẽ đi săn bắn chim đây. Chim đâu bắn nào?